chương trình đọc truyện đêm khuya. Lời kinh trong lòng bàn tay 121. Khi không sợ kết quả khổ từ những việc làm bất thiện, thì kẻ đó cứ mặc nhiên tạo ra nhiều tội lỗi. Dù bình yên hay xót xa, ai cũng phải cảm ơn những như lành ngày trước, để hiện tại vẫn còn được đứng đây mà làm một con người rất khó có được. Sao lại xem thường nhân duyên lành đó mà đem những việc làm bất thiện phá nát đi? Khi làm một việc bất thiện, có bao giờ người nghĩ ta đang nợ ngày hôm qua của mình một lời xin lỗi, vì vừa phụ bạc những duyên lành ngày trước, vừa quên đi những nỗ lực ngày xưa, và cũng nợ ngày mai của mình một lời xin lỗi như vậy, vì vừa bắt ngày mai của mình phải nhận thêm một nỗi bất an, có không? Ai cũng có những ngày hôm qua rất nỗ lực để đi qua cho hết một nỗi buồn. Hiện tại, khi làm một việc bất thiện là đang bắt mình bước vào một nỗi buồn khác. Ai cũng có những ngày hôm qua rất cố gắng để vun đắp một điều lành. Hiện tại, khi làm một việc bất thiện là đang xóa đi điều lành đó. Ai cũng có những ngày mai đầy bất trắc. Hiện tại, khi làm một việc bất thiện là chồng vào ngày mai một nỗi buồn. Thứ mạnh hơn lỗi lầm là tình thương, và thương người mà bỏ qua lỗi lầm của người. Vì thương mình mà không để mình phạm thêm lỗi lầm nữa. Thế giới vô thường mang đến cho con người rất nhiều điều sợ hãi. Thứ mạnh hơn sợ hãi cũng chính là tình thương. Lời kinh trong lòng bàn tay 122. Cỏ khô xa thơm nhẹ nhẹ, nhưng lá lại rất sắc bén. Với những kẻ vụng về, vội vã không biết cách cầm sẽ bị đứt tay. Cuộc sống cũng giống như nấm cỏ thơm khô xa. Những kẻ vụng về không biết cách cầm giữ sẽ bị đứt tay. Cuộc sống này đẹp lắm, nhưng khắc nghiệt, như loài cỏ khô xa. Hương thơm nhẹ nằm trong những chiếc lá sắc bén như lưỡi dao mỏng. Những kẻ không biết cách cầm giữ sẽ bị đứt tay, nhất định là như vậy. Người nghe gì trong nỗi buồn? Khi nghe bước chân một người về chốn hư vô, không quay lại nữa. Người thấy gì khi trong cuộc chia ly, khi nhìn về con đường phía trước, rồi biết có một kẻ đã dừng lại. Người nghĩ gì về những tổn thương khi quay lại nhìn, nhận ra thời gian đã làm bạc vách hết tuổi trẻ? Và người biết gì về những vết thương trên tay của mình? Cuộc sống này đẹp lắm, nhưng khắc nghiệt. Thực ra, khắc nghiệt là do bởi cuộc sống này đẹp, để ai cũng muốn giữ lại gì đó cho mình. Vết thương trên tay loài người bắt đầu từ đó. Lời kinh trong lòng bàn tay 123. Trái kim bạc ca lúc chín có màu đỏ tươi, vị ngọt thanh,
nhưng khi ăn vào cơ thể sẽ bị tổn thương. Những thứ phổ hoa trong thế gian từ muôn đời nay luôn như trái tim bạc ca chín mọc, sẽ mang đến những tổn thương cho những người dốc lòng mãi miết đuổi theo để sở hữu nó. Người về ngồi trước Phật, sau khi mang hơn nửa đời người đi qua hết những hội chợ phổ hoa để tìm kiếm thứ hạnh phúc bền vững cho mình nhưng không thấy. Cuối cùng, thứ còn lại từ những tháng năm đó là vài vết thương, năm ba tiếng thở dài và đôi mắt đầy khói xương. Người đến chùa khi còn là một đứa bé trong veo, biết thế gian là vô thường, biết con người là vô ngã, biết mọi thứ đều là duyên sinh. Nhưng một ngày động niệm để đôi chân phải đuổi theo trăm nghìn thứ, rồi một ngày nhìn mọi thứ mất đi. Người về ngồi dưới hiên, nhìn những cánh chim chiều về núi mỉm cười. Sau bao năm con không thấy. Thấy gì? Dạ, những cánh chim chiều về núi. Phải lang thang hết một ngày, lũ chim mới giật mình nhận ra có một nơi còn quan trọng hơn bầu trời rộng lớn ngoài kia, nên vội vã ngược gió trở về. Lũ chim chỉ mất một chiều để nhận ra, còn con người có khi phải mất cả một đời. Lời kinh trong lòng bàn tay 124. Tâm thanh sạch, tĩnh lặng và những việc thiện là nguyên nhân căn bản để xây dựng trên đó những tháng ngày bình an. Nên đến cả trong mơ cũng không được từ bỏ những điều đó. Một lần nằm mơ, thấy đôi tay mình thật ấm, đưa ra cầm lấy tay mọi người. Trong mơ thấy lòng vui lắm, đến khi thức giấc trên đôi mắt vẫn còn vương một nụ cười. Chỉ là một đôi tay ấm trong mơ, chỉ là một lần từ bi trong mơ, mãi đến sau này nghĩ lại vẫn thấy lòng an. Một đôi tay ấm thật, một lần từ bi thật với cuộc đời, và niềm vui mà chúng mang lại sẽ dài lâu hơn, nhất định sẽ dài lâu hơn. Một cuộc đời bình an không có nghĩa ở đó sẽ không có những biến cố, vẫn sẽ còn đó đầy đủ những chuyện buồn vui trong thế gian. Chỉ là người ta đã biết đem tâm thanh sạch, tĩnh lặng, lắng dịu hết những bụi bặm vây quanh mình, biết đem những thiện lành xử lý những tổn thương, không để chúng làm đồng mình nữa, không biến chúng thành những nguyên nhân mang đến kết quả khổ cho ngày mai. Người ta biết mình sẽ không đánh mất bình an trong lòng cho một điều gì nữa. Bình an chỉ đến khi trong lòng đã có một điều gì đó đã đổi thay. Một lần từ bi với cuộc đời, một lần chúng ta tự tạo cho mình một cơ hội để bình an. Lời kinh trong lòng bàn tay 125.
Khi cái chết đến, bao nhiêu của cải vật chất tích góp được từ cả một đời giành giật đều để lại cho người khác dùng. Tội lỗi, ác nghiệp riêng mình mang theo. Nơi đây gần nghĩa trang, hôm qua có tiếng kinh, tiếng chung, tiếng trống lên trong sương sớm đưa người về đất. Nghe thật lạnh, thật buồn. Nghe đâu, người mất là một trong những người giàu có quyền lực nhất vùng, người đưa đi rất đông. Người giàu nhất ngoài nghĩa trang cũng không ý nghĩa gì, không to lớn hơn một hạt cát. Người quyền lực nhất ngoài nghĩa trang cũng không mạnh bằng một sợi cỏ dại. Đời người như gió qua. Có những điều nghĩ là sắt, là đá, hóa ra một ngày chỉ như vệt nắng phai. Nghĩa trang mỗi ngày một rộng thêm ra, kêu mang đủ phần người, kẻ giàu, người nghèo, kẻ cô, người thế. Nhưng kẻ mạnh nhất nơi đây, muôn đời nay, luôn là lũ cỏ dại. Lời kinh trong lòng bàn tay 126. Kim cương rắn chắc có thể xuyên phá núi non. Lời nói chân thành cũng vậy, rất rắn chắc, có thể phá tan những phiền não âm u chất cao như núi trong lòng người. Lời nói chân thành như mưa về làm xanh lại đỉnh núi khô, đánh thức trong núi mùa hoa dại. Lời nói chân thành như ngọn nến, đem hơi ấm và ánh sáng lấp đầy một tâm hồn đang rất lạnh lẽo, tối tăm. Có kẻ từng nghe qua một lời chân thành, rồi hít một hơi thật sâu, chống tay đứng lên, thấy mình đủ can đảm để đi qua trăm núi, nghìn sông. Có kẻ tựa vào một lời chân thành của người mà đứng dậy. Có kẻ lại tựa vào sự chân thành của chính mình mà đứng lên. Một kẻ khi còn giữ được trong lòng mình sự chân thành sẽ không bao giờ bị mất phương hướng. Ai cũng từng nghe một lời chân thành rồi tâm an, nhưng không phải ai cũng từng nói. Người ta sẽ chưa đủ can đảm để nói một lời chân thành khi chưa đủ sức tin rằng lời nói chân thành đó như chiếc cầu bắc qua một dòng sông rộng, dòng sông phiền não, dòng sông khổ đau, dòng sông sinh tử, để ta và người đi qua, đi qua. Khi bắt đầu bằng dối gian sẽ kết thúc bằng hối tiếc. Khi bắt đầu bằng chân thành sẽ kết thúc bằng bình yên. Bí mật của bình yên nằm bên trong những lời nói chân thành. Người có tin không? Lời kinh trong lòng bàn tay 127. Gió mưa, khói bụi đều có thể làm phai mọi bức tranh. Nhưng với bức tranh nghiệp mà gã họa sĩ tâm vẽ ra, dù trăm nghìn năm khói bụi cũng sẽ không phai. Nghiệp vẫn thường được gọi là nghiệp nhân, hạt giống nghiệp. Hạt giống lặng lẽ nảy mầm giữa cuộc đời nắng mưa, chưa một lần lỗi hẹn. Sau một năm, trong thân cây lại có thêm một lớp vân. Lớp vân gỗ đó đậm nhạt tùy theo mùa nắng mưa.
Những năm nắng nhiều, cây thiếu nước, chậm lớn, vân gỗ đậm, rắn rỏi hơn, sắc nét hơn. Những năm mưa nhiều, cây lớn nhanh, vân gỗ nhạt. Những người hiểu gỗ, nhìn vào từng đường vân gỗ, sẽ thấy được từng mùa nắng mưa mà cây đã trải qua. Trong thân gỗ vẫn còn đó từng mùa nắng mưa của trăm nghìn năm trước. Trong thành công hôm nay vẫn còn đó một bước chân ngày xưa không bỏ cuộc. Trong nỗi buồn hôm nay vẫn còn đó một bước chân sai của ngày hôm qua. Trong sự bình thản hôm nay vẫn còn đó nụ cười thật ấm của ngày trước đã nhìn cuộc đời giá lạnh. Trong hôm nay còn đó những tiền kiếp xa xôi, nghiệp còn được gọi là nghiệp đạo, con đường nghiệp. Trên con đường đời, người người chen lấn nhau, hôm nay đi trước, ngày mai bỏ lại phía sau. Trên con đường nghiệp, chỉ có thể đi một mình và phải đi hết con đường mình đã vun đắp lên. Trong giọt sương ngoài hiên sáng nay, có nước mắt người khóc người của những ngày xa xưa. Lời kinh trong lòng bàn tay 128. Một người khi cột đời mình vào những điều phù hoa hư ảo, bao nhiêu bất an âu lo bắt đầu tràn về như lũ. Một ngày quá mệt mỏi, kẻ đó bỏ đi rồi lại quay về nơi đã làm họ tổn thương, tiếp tục tìm kiếm cất giữ như một kẻ mộng du không giữ nổi đôi chân mình. Có lẽ ai cũng từng mang cả tuổi trẻ của mình để theo đuổi một điều gì đó, để thương một điều gì đó, rồi có khi phải mất nửa đời còn lại để lãng quên, mong được bình yên. Có lẽ ai cũng từng quay trở lại nơi đã từng làm mình tổn thương. Có người quay lại để tiếp tục giành giật, cất giữ. Có người quay lại chỉ để lấy lại trái tim của mình mà ngày xưa đã lỡ đặt vào đó, rồi bình thản quay đi. Đường trần tấp nập, cuối cùng cũng chỉ là những đôi chân xuôi ngược đi tìm một nơi để gửi trái tim của mình chứa trong đó giấc mơ bình yên. Và những đôi chân tìm lại nơi đã gửi nhầm trái tim để lấy lại, cả đời ngược xuôi đường trần. Có người gửi trái tim vào nơi hư ảo để đi tìm bình yên chân thật. Có người gửi trái tim vào nơi bão giông để tìm một hơi thở bình yên. Có người gửi trái tim vào chốn phù phiếm mong manh để chờ một ngày bình yên bền vững. Có người lại tự cầm lấy trái tim trong bàn tay từ bi của mình mà đi qua thế gian. Hãy cẩn thận với một nơi mà chúng ta chọn lựa để đặt trái tim mình vào đó. Lời kinh trong lòng bàn tay 129. Đại dương lớn trong một ngày nổi gió, gió to cuộn nước
thành những cơn sóng bạc đầu, biển động. Lòng người cũng vậy, như đại dương mênh mông và những điều phù hoa như gió. Một ngày để cơn gió phù hoa len vào lòng người, lòng động, cuộc đời cũng từ đó mà bất an, trôi giạt mãi theo những thứ phù phiếm trong nhân gian. Có những ngày cả khu rừng mênh mông ngoài kia không bình yên bằng một chiếc lá vàng rơi theo gió, vô tình bình thản nằm trên tay Phật. Có những ngày cả cuộc đời ngoài kia không bình yên bằng ánh mắt của người. Ánh mắt ấy đã rất lâu rồi không còn để những điều phù hoa len vào được nữa. Giữa một ngày gió mưa, không gì ấm bằng một ngôi nhà khép cửa. Ngôi nhà kín, gió mưa không thể len vào. Đốt một thòi trầm, đọc một trang kinh, để mặc mưa gió ở ngoài hiên. Giữa cuộc đời phù hoa vô thường, không gì bình yên bằng một trái tim đã không để những điều phù hoa len vào làm động, để mặc những bất an ở ngoài kia. Khi còn để những điều phù hoa len vào, tâm sẽ còn động. Khi đó, người ta vẫn chưa thể định hướng được cho dòng đời bất tận của chính mình. Lời kinh trong lòng bàn tay 130. Những chiếc đò chở ít sẽ đi về bình yên. Những người ít lầm lỗi, biết buông bỏ những điều nặng nề, sẽ không bị trầm luân trong khổ đau. Người đời do không buông bỏ được những thứ nặng nề mà phải chìm nổi trầm luân, do lòng không rộng rãi nên bế tắc giữa những hẹp hòi của cuộc đời, do lòng còn tham nên mới bị lòng tham con người làm khổ, do lòng thương chưa đủ ấm nên còn phải co ro liêu xiêu giữa giá lạnh của con người. Trên dòng sông sinh tử tấp nập những con đò dọc ngang xuôi ngược. Có người vì sợ dòng sông sinh tử dậy sóng mà biến mình thành chiếc đò ngang, đi tắt ngang con sông để mau vào đến bờ, sợ cuộc đời sóng gió, sợ cuộc đời nông sông. Có người không giữ nổi tâm mình mà biến mình thành chiếc đò trôi xuôi, trôi theo dòng sông sinh tử, trôi theo dòng phù hoa, không biết ngày dừng lại, không biết nơi trở về. Có người vì thương những con đò trôi xuôi đó mà làm chiếc đò dọc ngược xuôi dòng sinh tử, bình thản đi về. Sự bình thản trong tâm là quan trọng, nhưng quan trọng hơn điều đó là biết cách buông bỏ những thứ nặng nề để tâm luôn được bình thản. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.